Mọi người đăng ký giúp mình kênh Toại Lỗ TV nhé. Link kênh mình để dưới phần mô tả và bình luận. Way back, let's go, we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater. Trở lại với video mình. Đấy, như em qua biết là mình có bị ốm không? Đấy, thì vấn đề mình có đang ngủ. Thì Toại nó có điện cho mình. Nó bảo là tìm Ngọc về ngay nó hay là Ngọc đâu. Đấy, thì nó thật mọi người, mình ốm, mình nằm liệt phòng từ hôm qua đến giờ. Mình không biết chuyện gì xảy ra cả. Mà Toại tự nhiên nói thế thì thật sự mọi người, mình chả hiểu gì cả anh ạ. Đấy, thì thôi, thì chắc là bây giờ mình phải xuống nhà để mình xem mọi chuyện xảy ra nhà không nhọn. Chứ nó thật mong nghe là tối qua mình ở trên phòng, mình không biết mọi chuyện xung quanh hay là bên ngoài là xảy ra gì nhọn. Vì ốm rồi, nằm liệt giường mà. Đấy, đây, mọi người nhìn này. Đấy, từ qua giờ mình cũng đã tắm gì đâu. Đấy, thì thôi, bây giờ mình sẽ xuống kia, mình xem nhà có gì mình ghi nhé, xem nhé. Đi. Nó bảo con đi sinh nhật bạn. Bạn trai hả? Trai hay gái? Nó không nói. Đâu, nó bảo cho con đi sinh nhật bạn. Gái không sao, một trai là con này mệt luôn ý. Nó thôi, để con ra kia xem. Ừ. Đấy, ok anh em ơi. Thì hiện tại giờ mình chắc là phải gọi điện giúp Ngọc về luôn anh em ạ. Chứ không để gọi về mà Tiến Ngọc còn chưa có mặt nhà thì thôi toang luôn anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ gọi đến Ngọc nhé. Alo. Máy đang đâu ấy? Đang hỏi gì? Máy đang đâu? Đang có việc. Máy đi ăn sinh nhật đúng không? Mấy sinh nhật nam hay nữ đây? Em sinh nhật thằng bạn ấy mà, anh không sao? Thế mày đi ăn sinh nhật mày không xin thằng Toại à? Bây giờ anh nhìn chúng em thế rồi thì kiểu gì phải xin phép anh đấy đi đâu. Bây giờ này, anh bảo này, bây giờ mày phải biết tính nó ấy nhá. Về luôn, không đừng để nó làm loạn lên nhá. Về luôn đi. Thế bè mày muốn làm to chuyện lên hay là mày muốn ăn sinh nhật? Đó. Mày muốn hiểu cái gì bè? Mày biết thằng Toại vừa gọi tao giục nhặng lên, nó bảo bắt tao gọi điện mày về luôn ấy, không đừng để nó làm to chuyện lên đấy. Về luôn nhá. Nhanh lên, anh không nói nhiều đâu nhá, về luôn đấy. Nhá. Đấy, ok anh ạ. Thì chắc mình phải đứng đây để mình gọi điện giục nó về thôi anh ạ. Chứ để nói tí thằng Toại về nhà mà cái Ngọc vẫn chưa có mặt nhà thì biết rồi ấy. Ngọc về đâu? Nó bảo nó đang về rồi. Mấy đâu về? Đang về từ mấy giờ, tao gọi từ mấy giờ nó đang về mà bây giờ vẫn chưa về. Vừa gọi nó bảo đang về. Mày đâu về đấy? Đi gặp mấy em có việc chứ đi đâu. Con này. Tao gọi mày đấy. Em mày nhà anh Ngọc đi đâu mà mày không biết đường gọi tao à? Sao như thế em phải cả ngày em trong phòng bún à? Nó đang về rồi. Chắc là lên công việc. Đang về cái gì, lúc tao gọi mày nó 30 phút rồi bây giờ vẫn chưa về nhà nữa nhỉ? Nhưng mày đi đường xe nó hỏng hóc gì? Con lợn, xe đâu? Trên lóc loa kìa. Đi
đi đâu? Vãi mà nói đi đâu? Mày giả à? Hôm nay tao gặp thằng nào mẹ mày đứng cạnh Ngọc tao phan đấy luôn. Anh ơi lớn rồi đấy, không phải chỉ cô anh đâu mà, cứ làm mình cùng thế. Tao chưa xử tội mày đấy. Nó đang về rồi. Nó đang về rồi, đi đâu nữa? Mẹ đang về gì mà 30 phút chưa về nhà. Nó chặt cửa. Xíu này bắt được mẹ. Mới sinh nhật thằng nào đúng không? Con trai đúng không? Như thế, nó bảo thằng bạn. Bắt được đây à? Đây phải không? Đây rồi, đi vào đây, đi vào đây. Tao bảo tiền mọi người về giúp bây giờ. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Không quỳ đúng không? Quỳ đúng không? Này mày đi đập lưỡi chân mày không? Cho mày người sau đỡ đi. Đi đâu mà đầu tóc mẹ mày như này? Mà đầu tóc rối nhỉ? Hai kia đi vào kia. Mày đi đâu mà đầu tóc rối nhỉ? Đi sinh nhật á, ăn mặc này á. Có một quần à? Có quần đâu? Mày đi sinh nhật mà đầu tóc mà nhỉ? Quỳ luôn. Bố ta. Quỳ luôn. Sao em không làm bố tóc à? Tao bảo chuyện con mày về lúc mấy giờ? Khóc gì? Không phải hơi gì khóc nhá. Kê chân lên cho tao đập chân mày lưỡi chân luôn. Nhanh kê chân lên. Mày bỏ quần nhà mày để cho mẹ trông. Mẹ cho nó ăn không? Mày đi chơi á? Hả? Mày đi bây giờ mày làm gì sao? Tôi đi được 1 tiếng chưa? Không có nhau tôi đến cho mẹ thuê. 1 tiếng chưa? Hả? Tao gọi là tuyến lúc này 30 một cách đến 30 phút rồi. Tao không vẫn chưa lấy mày về. Ngoài bảo chưa được 1 tiếng á? Anh đi với con kia đi cả đêm. Tao đi cả đêm rồi. Cả đêm mà như vậy em không bảo anh đi. Ngồi, đừng đổ cho tao. Ngồi nữa. Ngồi nữa. Ngồi đứng. Cái thằng đấy thằng nào? Sinh nhật nó hay thằng khác? Sinh nhật người khác. Cái thằng đấy thằng cùng lớp đấy nhỉ? Bạn nhỉ? Hỏi em gì? Tao phải lấy tay mày ôm nghe nó đấy. Này anh đừng có mà điêu nhá. Anh đâu? Đừng có mà đừng đổi hết mọi lỗi tôi nhá. Tao thấy đây. Mẹ sao mày để như này? Nên nó phanh. Thì ta thế à? Không như cái bạn anh. Đây người ta ốm. Nhưng mà mẹ à.
no shelter. Everything is a lie. You'll find that out in some time. But say rượu phải sa ngủ cùng. Hiểu không? Always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger.